Minh được tử vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022 Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp Có thể sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết để đốn lành, lánh dữ. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn đang có được báo hiệu trải qua một tuần từ đầu tuần tới cuối tuần khá chi là ổn định. Trong tuần do có thiên ấn và chính quan trợ mệnh, cái điều này ngay từ đầu tuần đã giúp cho bạn có được nhiều sự khởi sắc. Với bạn tuổi tí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, nhưng bạn cũng chưa nên vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, kéo lại khiến cho kẻ xấu chướng tai gai mắt mà gây hại cho mình nhé. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi tí trong tuần mới này, ạ cũng khá khả quan trải dài từ đầu tuần tới giữa tuần bạn có chịu ảnh hưởng của chút ít do thương quan sẽ mang lại cho bạn vài rắc rối nhưng sau khi khắc phục được khó khăn cơ hội kiếm tiền ắt sẽ tới tay bạn một cách đều đều chính tài và thiên tài cộng với thực thần chiếu mệnh cho dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa với bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho mình nhé và trong vận trình tuần mới này với ba tuổi tí á, lại đang gặp sao dịch mạ chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho những ai vướng phải những khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai của bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu, ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với những công sức mà mình đã bỏ ra nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo khá ảm đạm vào những ngày đầu tuần, khi các cặp đôi thường xuyên có sự mâu thuẫn về những quan điểm trái ngược nhau, nhưng cho tới cuối tuần thì mọi việc sẽ có dấu hiệu được cải thiện đáng kể, hai người đã dần học được cách bao dung và thấu hiểu cho nhau nữa rồi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn đang có điểm báo không được suôn sẻ vào khoảng thời gian đầu tuần khi thương quan và kíp tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Sửu, bạn đang có nhiều đối tượng nhăm nhia để hạ bệ bạn Khiến cho công việc của bạn đang thực hiện khó có thể tiến triển được thuận lợi như ý muốn. Tuy nhiên, nếu như bạn không ngừng cố gắng thì đến cuối tuần mọi rắc rối dần sẽ được lùi bước nhé. Xem tử vi cùng cho thấy trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu cũng đang có được cơ hội làm ăn đến với mình nhưng không nhiều. Dù bạn đã cố gắng thì khoản tiền thu lại cũng đủ cho việc chi tiêu mà thôi. Thiên tài chiếu mệnh cho thấy một số người trong tuần may mắn có được sự trúng thưởng, trúng số hoặc là nhận được một món quà nào đó, nhưng số tiền không phải là lớn nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của các cặp đôi đang có được những dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực từ giữa tuần trở đi hai người ngày càng thấu hiểu và biết làm thế nào để khắc phục những mâu thuẫn đang còn tồn tại giữa đôi bên tranh cãi cũng là yếu tố để thúc đẩy cho hai người càng thêm bền chặt hơn nữa trong tuần này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được sao thái dương chiếu mệnh cái điều này còn giúp cho những bạn đang còn độc thân có được nhân duyên khá chi là tốt Đối với những người khác phái, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu như bạn chịu mở lòng mình hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người phù hợp với mình, bạn chớ có nên chần chừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai cả. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là con đường tình duyên của bạn khá trắc trở và nếu như với ba tuổi dần những ngày đầu tuần mọi việc có thể ổn thỏa nhưng cho đến gần cuối tuần nhiều vấn đề phát sinh khiến cho cả bạn và người ấy đều không thể ngó lơ và nếu như muốn hàn gắn những rạn nứt giữa đôi bên thì hai người đều cần phải nghiêm túc để đối diện với những vấn đề mà mình đang gặp phải nhé và trong tuần mới này với bạn tuổi dần lại đang gặp được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy thời điểm này với bạn, chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán đang có dấu hiệu rất thuận lợi. Nhưng chủ yếu là những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Còn đối với những người làm công ăn lương thì bạn phải cần cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa. Thời điểm này bạn cũng chớ nên mong những điều may mắn tự nhìn đến với mình nữa nhé. Sự nghiệp của bạn từ dần trong tuần mới này đang có điểm báo bạn mệnh gặp ít rắc rối vào đầu tuần do kiếp tài mang lại. Bạn có thể sẽ có những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp do những quan điểm bất đồng nhau. Tuy nhiên, sau đó, nếu như bạn giữ vững được lập trường và làm việc đúng đắn, bạn sẽ nhận được lòng tin và sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Và trong tuần mới này với bà tuổi dần, lại đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cẩn trọng trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên chọn cách ăn mặc bảo vệ bản thân mình phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu tới với mình. Ngoài ra, đi trên đường bạn cũng cần phải cẩn trọng không nên phóng nhanh vượt ẩu kéo lại tai nạn ập đến bất ngờ khó xử lý kịp nữa Từ vi tuần mới của bà tuổi Mão, từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là thời điểm giữa tuần bạn đang có được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho phương diện sự nghiệp của bạn phát triển một cách rực rỡ với bạn tuổi mão có thể đạt được đích đến mà mình đã đặt ra thậm chí là vượt qua kỳ vọng của mình công sức mà bạn bỏ ra từ trước tới nay là không hề uổng phí chút nào nhé và trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão lại đang gặp được chính tài và thiên tài ghé thăm lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cố gắng hơn nữa để đem lại lợi nhuận cho bản thân mình bên cạnh đó thần may mắn cũng có thể sẽ mang đến cho bạn có được những cơ hội phát tài một cách bất ngờ đặc biệt là ở thời điểm cuối tuần đây là thời điểm bạn mạnh có được cơ hội làm ăn khấm khá nhất nữa Đáng tiếc là trong vận tình tuần mới này với bà tuổi Mão, cái chuyện tình cảm của bạn càng về cuối tuần thì lại càng trở nên ám đạm hơn. Người đã lập gia đình dường như đang thiếu lòng tin vào nửa kia của mình và đó có thể là lý do khiến cho hai người thường xuyên mâu thuẫn mỗi khi nghe thấy lời bàn ra tán vào từ những người ngoài nữa nhé. Ngược lại, trong vận trình tuần mới này với bà tuổi Mão lại đang có được sao bách Việt chiếu mệnh chủ về đào hoa. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân, vốn có được những nét hấp dẫn rất riêng biệt, bạn còn là người rồi ăn nói nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của những người khác phái. Bạn cần phải tin tưởng thì mới nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ nữa bà tuổi Mão nhé chắc là học viện nông nghiệp Từ với tuần mới của bà Thủ Thìn, từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bà Thủ Thìn, cho chúng ta thấy là bà Thủ Thìn đang gặp được cả chính tài và thực thần nâng đỏ cho nên cái chuyện làm ăn của bạn phát triển tương đối là tốt đẹp đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, kể cả những người làm công ăn lương và những người làm ăn tự do, kinh doanh, buôn bán cũng có được nhiều cơ hội để gia tăng tiền bạc, tài sản về cho mình. Tuy nhiên, sau đó với bạn tuổi thìn, bạn cần phải chú ý quản lý về tài sản, tiết kiệm trong việc chi tiêu bởi từ giữa tuần trở đi, việc kiếm tiền với bạn không còn được thuận lợi như trước nữa. Đến giữa tuần với bạn tuổi thìn, bạn mệnh phải đối diện với nhiều kẻ tiểu nhân, gây trở ngại cho sự nghiệp. Kẻ tiểu nhân có thể niếm đá dấu tay hoặc là ra mặt bất đồng ý kiến với bạn. Những lúc như vậy, bạn tuổi thìn cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể, không nên nóng nảy, gây chia rẽ tập thể hoặc là khiến cho cấp trên có ấn tượng xấu với bạn nhé. Lại thêm, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn, đang gặp sao thiên cậu chiếu mệnh, cái điều này còn chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào trạng thái lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì bạn cũng nên gác công việc lại và dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn nữa. Và may mắn là trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn, bạn sẽ gặp được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Tuần này với bạn có thể sẽ gặp được đối tượng phù hợp trong các buổi giao lưu, tụ tập với bạn bè. Điều cần làm bây giờ là bạn hãy cởi mở và tự tin hơn cho mọi người nhìn thấy ưu điểm của bản thân mình nữa bạn tuổi thìn nhé. Từ vi tuần mới của bà tuổi Tỵ từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn đang chịu tác động của thương quan và tỷ kim gây rối cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có những quãng thăng quãng trầm rất rõ rệt điều này làm cho bà tuổi tỵ dễ trở thành kẻ cứng đầu thậm chí là sẵn sàng gây mâu thuẫn với lãnh đạo nữa nếu sau đó bạn suy nghĩ lại và biết thay đổi quan điểm của bản thân mình thì thiên ấn và chính ấn sẽ tạo cho bạn có được cơ hội để ghi điểm với mọi người nữa nhé về phương diện tài lộc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này cái chuyện tiền bạc của bạn không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này có lẽ với bạn vẫn cần phải cố gắng hơn nữa nếu như muốn nhận được trái ngọt về cho mình người kinh doanh buôn bán chớ nên nghĩ tới việc thu lợi bất chính vì như vậy bạn sẽ rất dễ vướng vào là vòng lao lý nữa nhé Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi tỵ bạn cũng đừng có vội thất vọng bởi trong tuần bạn cũng đang có được sao thiên đức là cát tinh trợ mệnh sẽ mang tới cho bạn có được một vài cơ hội làm ăn, kinh doanh vào thời điểm đầu tuần. Khoản tiền kiếm được có thể sẽ giúp cho bạn bù đắp cho những khó khăn trong khoảng thời gian vừa qua. Bạn hãy biết nắm bắt lấy cơ hội tuy là nhỏ nhưng cũng vô cùng là đáng quý với bạn trong khoảng thời gian này nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn không quá tốt đẹp nhưng cũng không tới nỗi quá xấu, phần nhiều là phụ thuộc vào cách cư xử của bạn. Nếu như bạn và nữ kia có xảy ra mâu thuẫn, đôi bên không nên chiến tranh lạnh hoặc là nghiêm trọng hóa vấn đề. Điều cả hai người cần phải làm đó là hành xử lý trí hơn chứ không nên chỉ làm thiêu cảm tính của riêng mình nhé. Từ với tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là đầu tuần bạn đã gặp tỷ kim và kiếp tài gây rối. Cái điều này sẽ gây ra không ít rắc rối cho vận trình của bạn trong tuần này. Với bà tuổi Ngọ, bên cạnh việc tránh xa những người bạn xấu, bạn cũng cần phải chú ý tới tác phong làm việc của mình. Chớ nên quá nóng nảy bốc đồng hoặc là tự tin thái có do thích làm thiệu ý của mình. Như vậy, chỉ làm cho công việc của bạn dễ lâm vào ngọa cụt mà thôi. Trong tuần này, với bà tuổi Ngọ, cách chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán của bạn cũng không được máy thuận lợi. Vì vậy... Tốt nhất là bạn chứa có nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác, dạy đại bản thân mình, vướng phải nhiều rắc rối, thậm chí là phải đền bù cho những lỗi lầm của mình gây ra nữa nhé. Trong tuần mới này với bạn thứ ngọ, cũng đang gặp sao bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu của mình bạn cần phải tập trung chú ý khi tham gia giao thông đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mình nữa còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có được báo hiệu, có sự khởi sắc vào thời điểm đầu tuần. Tuy nhiên, nếu như bạn đang còn độc thân, bạn không nên quá vội vàng quyết định đến với một ai đó. Bạn và đối phương đều cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu về nhau trước khi tiến tới một mối quan hệ thân mật hơn nữa nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi bước sang tuần mới đang có được báo hiệu tài lộc của bạn kiếm được rất tốt trong khoảng thời gian này. Nhưng không phải lúc nào đồng tiền cũng chạy vào túi của bạn một cách thuận lợi, thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn có thể sẽ có sự tranh cãi với cấp trên để bảo vệ quan điểm và lập trường của mình nữa nhá. Trên phương diện sự nghiệp với bạn tuổi mùi trong tuần mới này, bạn đang gặp kiếp tài và tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn đang phải vượt qua quá nhiều gian nan, có thể từ trước tới nay bạn không tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp cho nên nay mới ít có người giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhìn với bạn tuổi mùi bạn cũng hãy yên tâm vì dưới sự chia trợ của trinh ấn và thiên ấn trợ mệnh với bạn sẽ dần dần tìm được cách khắc phục và vượt qua những khó khăn mà thôi trong tuần mới này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cũng cho thấy bạn đang có được sao tử vi cát tinh chiếu mệnh mang tới cho bạn có được nhiều may mắn. Và nếu như bạn đang quản trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân mình, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới với bạn trong khoảng thời gian sắp tới nữa nhé cái chuyện tình cảm của bạn túi mùi trong tuần mới này cũng đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần đối với những bạn đang còn độc thân cuối cùng cũng đã tìm thấy người ưng ý với mình bạn có thể cảm mến đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên còn đối với các cặp đôi thường xuyên tìm cơ hội để được ở bên nhau cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên nữa rồi Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có được báo hiệu ngay từ những ngày khởi đầu của tuần mới khá chi là thuận lợi. Những người làm công ăn lương có thể sẽ khẳng định được vị thế của mình và gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, thậm chí là đạt được cơ hội thăng tiến cho bản thân mười mình, mình nữa. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi thân, bạn không chú ý tới cách cư xử, hành xử, gây mất lòng người khác, thì tới cuối tuần, thương quan và tỵ kim chiếu mệnh cho thấy công lao của bạn rất dễ đổ xuống sông, xuống bể nữa. Trong tuần mới này với bạn tuổi thân, đối với những người kinh doanh, buôn bán, có được cơ hội qua đường tài lộc cực kỳ là sáng, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, bạn có nhiều cơ hội để mở rộng về quy mô hoặc là tìm được khách hàng tiềm năng, đối tác đáng tin cậy, khiến cho lợi nhuận đổ về nhanh chóng. Bạn cần phải giữ vững phong độ này suốt cả tuần nữa bạn tuổi thân nhé. Ngược lại, về phương diện chi tiêu của bản tuổi thân trong tuần mới này lại đang gặp sao đại hao là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn cần phải có cách quản lý về tài chính quản lý về việc chi tiêu không nên thích gì là mua nấy tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm tới đồng lương đồng tiền của mình kiếm ra bạn không nên vung tiền bằng được chua bằng người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn dự phòng cho tương lai phòng bất chắc những việc xảy ra ngoài ý muốn nhé còn về phương diện tình cảm của bạn thủ thân trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có điểm báo khá ảm đạm trong tuần này bạn tưởng rằng mình đã tìm được người yêu lý tưởng nhưng thực tế cho thấy đôi bên vẫn chưa thực sự hiểu và bao dung cho nhau vì vậy bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để vun đắp cho chuyện tình cảm nữa nhé Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp thiên quan và thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dậu bước sang tuần mới ít gặp được sự may mắn trên phương diện sự nghiệp công danh của mình với ban tuổi giàu dễ vướng phải những mâu thuẫn với lãnh đạo thậm chí là gây ấn tượng xấu với cấp trên khiến cho công việc của bạn phải chịu nhiều ảnh hưởng xấu nữa đó nhé và trên phương diện tài chính của bạn tuổi giàu trong tuần mới này lại có phần nhỉnh hơn một chút một vài người làm nghề tự do có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra và nếu như bạn làm công ăn lương, muốn cải thiện cuộc sống của mình, thì bạn cũng có thể tìm các công việc làm thêm từ bên ngoài nữa nhé. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi giàu, bạn đang gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là trong việc chi tiêu, nếu không dù có dư giả đến đâu đi chăng nữa, dù có cố gắng làm việc đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tốn về tiền của mà lợi ích thu lại không được là bao nhiêu. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng không gặp được điều như ý muốn. Nhiều mối quan hệ trồng chiếu có thể khiến cho bạn và người ấy hiểu lầm về đối phương, khiến cho việc ghiên tung nảy ra. Với bạn tuổi dậu, bạn cần phải có cách giải quyết khéo léo trước khi những tình huống này nhạy cảm làm xấu đi hạnh phúc của hai người nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tuất từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang có điểm báo về phương diện công danh sự nghiệp của bạn gặp phải chút khó khăn có thể quan điểm của bạn không nhận được sự đồng thuận của mọi người xung quanh bạn phải đấu tranh rất nhiều mới có thể giữ vững được quan điểm của mình và từ khoảng thời gian giữa tuần tới cuối tuần với bà tuổi tuất có thể thở phào nhẹ nhõm vì công việc đã giải quyết một cách ổn thỏa kha khá nữa rồi với bà tuổi Tuất bước sang tuần mới này, bên cạnh việc mạnh mẽ, không ngừng tiến về phía trước, bạn cũng cần phải chú ý tới những kẻ có ý đồ tiếp cận với mình. Ngụ quỷ là hung tinh chiếu mệnh cho thấy có thể có những kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến cho công việc của bạn gặp phải nhiều rắc rối. Cùng với đó, bạn mệnh tuổi Tuất cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình trong tuần này nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn thủ tuất trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo rất có thể phải trải qua nhiều rắc rối, mâu thuẫn, thậm chí là rạn nứt trong chuyện tình cảm ở thời điểm giữa tuần. Và đến cuối tuần, cái chuyện tình cảm của bạn đã có chuyển biến theo chiều hướng đáng mừng. Dù có bị tổn thương, nhưng đôi bên đều đồng ý cho nhau cơ hội làm lại từ đầu mọi việc nữa rồi. Đối với những bạn đang quản độc thân, bạn nhận được nhiều sự yêu mến tới từ những đối tượng khác giới. Vì vậy, nếu như bạn có thiện cảm với ai đó thì hãy chủ động tiếp cận, kéo gần khoảng cách với họ. Còn nếu như bạn cứ luôn ở thế bị động thì cho dù có đào hoa đến máy đi chăng nữa cũng chẳng thể nào tín đến với ai được cả nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hỏi từ ngày mùng 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi hỏi đang có hung cát đan xiên. Vì vậy, dù cho bạn có gặp được thuận lợi tới mức nào thì bạn cũng chớ nên lơ là để cho kẻ xấu tìm ra những chỗ sơ hở, sai sốt, nắm thuốc của bạn để kiếm cớ, lợi dụng và hãm hại bạn. Đồng thời, dù có gặp phải khó khăn đến đâu, bạn cũng chớ nên đầu hàng nghịch cảnh bởi rất có thể quý nhân sẽ vươn tay ra giúp đỡ cho bạn lúc khó khăn nữa đó nhé. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, tình hình tài chính của bạn ở mức khá thiên tài chiếu mệnh cho thấy một số người có thể sẽ kiếm được cơ hội kiếm tiền kha khá nhờ vào vận may hoặc là được người thân quyên giới thiệu thực thần chiếu mệnh cũng sẽ giúp cho người làm ăn, kinh doanh, buôn bán tìm được đối tác đáng tin cậy, đôi bên hợp tác cùng nhau phát triển, cùng thu về được lợi nhuận cho mình nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được sao thái âm là các tinh chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho nhân duyên của những bạn đang còn độc thân sẽ có được những điểm sáng, đặc biệt là đối với những bạn nữ. Bạn có thể sẽ giữ được quan hệ tốt đẹp với những người chân thành và thẳng thắn với mình thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm và chăm sóc cho mình nữa nhé đối với các cặp đôi á việc nhân duyên tốt đẹp lại không phải là dấu hiệu đáng mừng bạn cần phải giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh không nên ham hư vinh bung thả bản thân mình quan hệ vợ chồng có được ấm êm hay là không phụ thuộc nhiều vào hành vi của bạn ở bên ngoài xã hội nữa đó nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại